Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông tấn. Trước hết sẽ là phần điểm những tin chính có trong chương trình. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Haiti Laurent Salvador Lamos đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12. Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ công bố chỉ số cải cách hành chính, một công cụ quản lý mới trong triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự và chỉ đạo công tác này. Không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn của Nhật Bản ngày 16 tháng 12 đã ghi nhận chiến thắng áp đảo của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP đối lập, đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục với vị thế cầm quyền của LDP sau 3 năm gián đoạn. Tại quốc gia Đông Bắc Á khác là Hàn Quốc, cuộc tranh chức Tổng thống lần thứ 18 cũng đang bước vào những ngày quyết liệt cuối cùng. Hai ứng cử viên là bà Park Geun-hye, đại diện của Đảng Thế giới mới cầm quyền, cùng ông Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ Thống nhất đối lập, vẫn đang bám đuổi sát nút. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12, Thủ tướng Cộng hòa Haiti Laurent Salvador Lamos thăm chính thức Việt Nam. Ngày 17 tháng 12, Thủ tướng Haiti đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã tiếp Thủ tướng Haiti. Việt Nam và Haiti thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1997, nhưng do điều kiện chính trị, an ninh, kinh tế của Haiti và khoảng cách địa lý xa xôi giữa hai nước nên quan hệ song phương chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Trong khi Haiti là thị trường tiềm năng về nông nghiệp, viễn thông, xây dựng, dệt may, hàng điện tử gia dụng, sản phẩm nhựa để các doanh nghiệp Việt Nam chú trọng đầu tư. Do vậy, tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Haiti Laurent Salvador Lamos đã đề ra các phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương, xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, khởi động đàm phán 6 hiệp định quan trọng về kinh tế, lãnh sự, đầu tư, nông nghiệp, văn hóa và du lịch, cam kết hỗ trợ các dự án thương mại đầu tư, thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, khoa học công nghệ và một số lĩnh vực khác. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung cấp lương thực ổn định để đảm bảo an ninh lương thực cho Haiti. Hai thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương nhằm cùng nhau bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế của mỗi nước. Hai thủ tướng tin tưởng với kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Haiti sẽ không ngừng phát triển, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Laurent Salvador Lamos đã gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm. Hai thủ tướng cho rằng chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới cho quan hệ hợp tác đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao, cảm ơn chính phủ Haiti nhân dịp này đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào một số cơ quan quan trọng của Liên Hiệp Quốc trong thời gian tới, ủng hộ các nguyên tắc cơ bản của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Mục tiêu trong chuyến thăm Việt Nam lần này của tôi là nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong 3 lĩnh vực: chính trị, kinh tế và văn hóa. Tôi hoan nghênh và đón chào các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông và dệt may, sang đầu tư vào những khu chế xuất của Haiti. Tôi xin khẳng định rằng Haiti luôn là một đối tác tin cậy của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Haiti Laurent Salvador Lamos đã ký thông cáo chung Việt Nam-Haiti, văn kiện quan trọng hình thành các định hướng hợp tác song phương mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thủ tướng Haiti và Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam Viettel Hoàng Anh Xuân đã ký bản ghi nhớ thiết lập quan hệ đối tác đầu tư chiến lược giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Chính phủ Haiti. Chiều 17 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Haiti Laurent Salvador Lamos. Thủ tướng Haiti chúc mừng những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công những mục tiêu đề ra. Thủ tướng Haiti bày tỏ mong muốn và khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn,
Thủ tướng Laurent Salvador Lamotte khẳng định sẽ mở ngay Đại sứ quán Haiti tại Hà Nội để thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chia buồn và quan tâm sâu sắc tới nhân dân và gia đình các nạn nhân của Haiti bị ảnh hưởng bởi cơn bão Sandy vừa qua. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn tới nhân dân Haiti vì tình đoàn kết và sự ủng hộ đối với Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Tổng bí thư đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm hội kiến của Ngài Thủ tướng với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè ở khu vực Mỹ Latin, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Haiti, mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp phát triển của mỗi nước. Tiếp Thủ tướng Haiti Laurent Salvador Lamotte tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Haiti, đồng thời cảm ơn nhân dân Haiti đã ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Chủ tịch nước gửi lời chia buồn tới người dân Haiti trong trận động đất vừa qua và mong rằng người dân cũng như đất nước Haiti sẽ nhanh chóng khắc phục và vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục xây dựng đất nước. Chủ tịch nước vui mừng trước những thành quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Haiti, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông. Mong muốn trong thời gian tới, hai nước khai thác hết thế mạnh hợp tác tiềm năng, nhất là về thương mại, đầu tư viễn thông, trên cơ sở ký kết tuyên bố chung giữa Thủ tướng hai nước. Thủ tướng Haiti Laurent Salvador Lamotte cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời thông báo kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đó. Thủ tướng Haiti khẳng định mục đích của chuyến thăm lần này nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, kinh tế. Thủ tướng Haiti mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam sẽ giúp đỡ Haiti trong lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh là nông nghiệp và dệt may. Tiếp Thủ tướng Haiti Laurent Salvador Lamotte tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm sẽ đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Laurent Salvador Lamotte và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành công này tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Haiti lên tầm cao mới, đồng thời mở ra cơ hội thuận lợi để nhân dân hai nước xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai nhà nước, hai quốc hội cần xúc tiến các hoạt động hợp tác giao lưu. Thủ tướng Haiti Laurent Salvador Lamotte đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, cho rằng dù xa cách về địa lý, nhưng nhân dân Việt Nam và nhân dân Haiti có nhiều điểm chung, nhất là cùng có thời gian đấu tranh giải phóng dân tộc. Thủ tướng Laurent Salvador Lamotte khẳng định sẽ quan tâm phát triển hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực như an ninh lương thực và viễn thông, thương mại, văn hóa và giáo dục. Ngày 17 tháng 12 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tình hình hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Lê Thúc Anh cho biết, kể từ khi thành lập tháng 5 năm 2009 đến nay, số lượng luật sư được Liên đoàn cấp thẻ là 7.630 luật sư. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực trạng thi hành các quy định trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự về bảo đảm quyền bào chữa còn nhiều bất cập vướng mắc. Do vậy, đại diện Liên đoàn Luật sư đã kiến nghị Ban Bí thư ban hành chỉ thị về bảo đảm quyền bào chữa và quyền hành nghề của luật sư, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung, xây dựng Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định về người bào chữa và quyền hành nghề của luật sư qua các giai đoạn tố tụng hình sự. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò và chức năng xã hội của đội ngũ luật sư Việt Nam, không chỉ tạo được chỗ đứng trong xã hội, mà hoạt động hành nghề luật sư đã góp một phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, đóng vai trò ngày càng đậm nét trong quá trình dân chủ hóa, hoạt động tố tụng, từng bước bảo đảm quyền con người trong đời sống tư pháp. Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Liên đoàn Luật sư tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư đồng về số lượng, mạnh về chất lượng, tập hợp, đoàn kết giới luật sư cùng nhau góp phần vào bảo vệ công lý, thực hiện cải cách tư pháp. Về các kiến nghị của Liên đoàn Luật sư, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp thu và đề xuất với các ban ngành chức năng sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, qua đó giúp đội ngũ luật sư tham gia sâu hơn vào các công đoạn trong quy trình tố tụng, đặc biệt là tố tụng hình sự, giảm thiểu những bức xúc trong nhân dân liên quan tới các vụ án xét xử hình sự, đồng thời giúp liên đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền.
Ngày 17 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68 nhằm tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành năm 2013. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2012, lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xử lý giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nhằm giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Đây cũng là nhiệm vụ được ngành đề ra cho năm 2013. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh những kết quả đạt được và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong năm 2012 và những năm qua đã khẳng định vững chắc sự trưởng thành và lòng trung thành tuyệt đối của công an nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Về nhiệm vụ của ngành năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lực lượng công an tổ chức tốt công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng, Chính phủ, chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề cơ bản, chiến lược trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia, đặc biệt là đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu gây rối, bạo loạn, chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động, nhất là ngăn chặn những thông tin diễn biến hòa bình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tham mưu sơ kết các chủ trương lớn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời chú trọng cải tiến các quy chế, quy trình nghiệp vụ để đảm bảo các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ trong giải quyết xử lý các vấn đề an ninh trật tự, tập trung đấu tranh mạnh đối với các loại tội phạm có tổ chức, khủng bố, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý toàn ngành cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục nghiên cứu đề xuất Chính phủ điều chỉnh những vấn đề còn bất cập về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ trong ngành, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả và tập trung hiện đại hóa toàn ngành. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, vận động cán bộ, nhân dân tích cực tự giác tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra, tham gia tổ chức tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn và trong từng cơ quan, đơn vị. Ngày 17 tháng 12 tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ngài Gregor Chetina, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ba Lan đang ở thăm nước ta. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác phối hợp giữa Quốc hội hai nước, góp phần tích cực vào quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan là mối quan hệ truyền thống lâu đời. Thời gian qua, Quốc hội hai nước cũng đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội hai nước sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn nghị viện đa phương, duy trì và tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và các lĩnh vực hoạt động nghị viện khác. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ba Lan Gregor Chetina đánh giá cao những thành tựu của đất nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước. Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về kết quả làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, ngài Gregor Chetina khẳng định hai bên thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng và hình thành hệ thống cơ quan lập pháp, cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, nghị viện.